Xin chào anh em đã quay trở lại với Nam News. Với là sự kiện ra mắt Samsung Galaxy S23 Ultra đã chuẩn bị được diễn ra. Chúng ta cũng đã biết ngày diễn ra sự kiện, nhưng mới đây thôi, có một người nào đó ở Samsung đã vô tình xác nhận sự kiện này. Cùng với đó, chúng ta sẽ có cái nhìn cận cảnh về module máy ảnh của Galaxy S23 Ultra. Chúng mình cũng có thêm một vài thông tin mới về Galaxy S23 Ultra. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ xem lại thư lời mời sự kiện Impact được Samsung vô tình đưa lên trang web chính thức của họ. Nhiều bạn sẽ bảo đây là một chiêu trò của truyền thông khi họ cố tình sử dụng chiến thuật này để tạo ra sự cường điệu. Nhưng theo mình nghĩ, điều này không đúng ở trường hợp này. Bởi vì các công ty lớn như Samsung hay Apple từ trước đến giờ đều chưa bao giờ sử dụng cách truyền thông này. Họ không cần thiết phải làm như vậy để mà thổi phồng các sự kiện của họ. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng đã xác nhận được thông tin là sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 2. Đoạn teaser không tiết lộ được nhiều, nhưng chúng ta cũng đã thấy được thiết kế camera mới cùng với hình ảnh chiếc lá và hoa đinh hương ở góc. Nó cũng ngầm xác nhận màu mới được đồn đại đã bị rò rỉ gần đây. Và camera ring cũng được xác nhận là trông sẽ gần y hệt với Watch 5 Pro. Cũng đoạn giới thiệu khác tiết lộ những phần quà mà khi đặt hàng trước chúng ta sẽ được nhận. Samsung sẽ tặng cho bạn hai tùy chọn, một là tai nghe Galaxy Buds 2 Pro hoặc là trạm SmartThings của họ. Samsung mới phát triển thêm trạm SmartThings, về cơ bản đây là một trung tâm đa chức năng cho ngôi nhà thông minh của bạn. Trạm này sẽ hoạt động như một trung tâm nhà thông minh cho tất cả thiết bị được kết nối, cho phép bạn điều khiển chúng chỉ bằng một nút bấm và nó sẽ trông y hệt như một cái đế sạc không dây. Nhưng những phần quà này sẽ tùy thuộc theo từng khu vực. Một vài khu vực sẽ nhận được các phần quà như vậy, một vài khu vực khác sẽ nhận được tiền hoàn lại đi kèm giảm giá và có thể có các phần quà hoàn toàn khác nhau. Nhưng theo thường lệ ở Việt Nam thì sẽ chắc chắn bạn sẽ nhận được phiếu mua hàng khoảng 5 đến 6 triệu để có thể mua những món hàng khác của Samsung, chẳng hạn như Buds 2 Pro hoặc Watch 5, và hoàn toàn có thể dùng phiếu đó để trừ thẳng vào giá. Tiếp tục dạo gần đây thì chúng ta đã thấy bản kết xuất hình ảnh render thiết kế của Galaxy S23 và mọi người truyền tai nhau rằng đây là bản kết xuất chính thức. Nhưng rất tiếc, điều này không đúng. Có rất nhiều điểm bất thường ở đây. Các camera ring sẽ lớn hơn như thế này, không có đường anten, không có chấm đỏ ở một trong các vòng camera của S23 Ultra. Và hình dạng camera trông không giống hình ảnh máy trong thư mời sự kiện Impact chính thức. Thông tin tiếp theo, chúng ta đã biết rằng S23 Ultra sẽ được cung cấp các tùy chọn màu sắc như này. Và đây sẽ là những màu sắc đặc biệt theo như Rothschild công bố, bao gồm xám, xanh dương nhạt, xanh lục nhạt và đỏ. Nhưng số lượng màu đặc biệt đó sẽ có hạn và thường nó sẽ được bán ở trang web chính thức của Samsung giống y hệt với S23 Ultra. Cuối cùng, dòng sản phẩm S23 Ultra sẽ không phải là thiết bị duy nhất mà Samsung sẽ ra mắt tại sự kiện mở hộp. Họ cũng sẽ mang đến cho người dùng chiếc máy tính xách tay Ultra đầu tiên của hãng. Bạn không nghe nhầm đâu, Samsung sẽ cho ra mắt chiếc Galaxy Book 3 Ultra. Vài ngày về chiếc máy tính này đã bị rò rỉ ra ngoài. Đi kèm với cái tên Ultra thì có thể chắc chắn rằng nó sẽ có thông số kỹ thuật mới nhất nhưng màn hình sẽ cũ hơn. Book 3 Ultra sẽ đi kèm với Book 3 Pro và Pro 360 và đây sẽ là hình ảnh của chúng. Cả ba máy tính đều rất mỏng và có thiết kế kim loại. Mình chưa có thông tin về các thông số kỹ thuật nhưng mình sẽ cập nhật cho các bạn sớm nhất ngay khi mình có thông tin về chúng. Ngoài lê một chút, nếu bạn có nhu cầu mua iPhone mới nhất có thể tham khảo bên clickbuy.com.vn, hiện tại đang là đại lý ủy quyền chính thức của Apple. Giá và chính sách bảo hành có thể nói tốt nhất thị trường hiện tại. Ngoài ra thì Clickbuy đang có chương trình ưu đãi Tết phát độc vàng nhận ngàn ưu đãi. Khi mà bạn tham gia chương trình sẽ có cơ hội nhận rất nhiều phần quà, giá nhất trị giá lên đến 6 triệu đồng cùng với rất nhiều lì xì giá trị khác. Và đó là kết thúc điểm tin. Đừng quên hãy like và sub kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất.